Mới có 27 thôi mọi người ạ. Mà nó chạy. Chạy thì chết. Xin vui lòng thử lại. Đứng thử lại đến 30 nữa. Đây là trường gây TV và gây media, cả gây school mọi người ạ. Và hôm nay là thứ mấy, tôi quên mất ngày thứ mấy rồi. Trẻ con không đi học quên mất thứ ngày tháng rồi. Thằng kia nó bị đau này, thật chết rồi. Thảo khỏi sốt chưa Thảo? Chưa gì? Chưa. Nhung sốt chưa? Chưa. Tôi rất quan ngại với cái trường hợp như này. Mà chúng tôi sẽ quay đại học thư ký, một trò chơi mà các bạn yêu cầu chơi rất nhiều. Làm ở hot trên TikTok nhưng mà tôi lướt TikTok nhiều, tôi chưa gặp mấy. Thôi. Nó thấy tôi quay vlog ở đây, nó đang ngủ ở kia, nó phải lên ra đây để nó ngủ. Thế nó phải buồn cười thế này. Mày đang ở kia cơ bà Tuấn. Ôi. Hả? Ở kia không ngủ gối à? Ngồi điện thoại kia lắm. À. Thôi rồi, tắt rồi. Nên chúng mình sẽ quay nốt phim hai anh em và sau đó mình sẽ quay đại học du ký. Ơi. Thì biết kịch bản ngày mai chưa? Cái gì? Biết kịch bản ngày mai chưa? Chưa. Thì khi chị giải thì ngày mai thì. Chị nghỉ ngày mai nghỉ à? Mệt quá rồi à? Anh mệt nghỉ thôi đấy, chị nghỉ rồi người ạ. Em Hiếu của chúng ta. Hiếu ơi, mình từ gần chốt rồi. Bây giờ thì tất cả mọi người đều ao ước rằng amen. Chúng mày xấu tính được, bẩn tính được, chó tính được, nhưng đừng dương tính. Chúng mày tất cả đều cầu nguyện là như thế. Của văn phòng, cả văn phòng ngoài kia chưa đến. Đây là bạn ba chấm vân 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 mây ba chấm vân vân. Mà vân vân là ba chấm. Nay thì mọi người ăn đi làm sớm mọi người ạ. Nên là tôi không thể thực hiện cái công việc máy chấm công chạy bằng cơm nữa. Một lát nữa tôi sẽ ra hiện trường quay vlog cho các bạn xem. Còn lại chỗ kia kìa, xếp gọn vào chỗ kia kìa để cân. Xếp gọn vào chỗ kia kìa để cân. Nhá. Trong tôi là chủ ký. Phân thì phân thì mẹ nó chị ăn. Đấy. Chị ăn luôn cho nóng. Thì khựng ở đấy. Đầu tiên là con thỏ tổ. Đầu tiên là con thảo này. Lấy chảy ra lại xong rồi đi giật đồ. Tôi đã ăn cơm bên anh Nhất, con này gọi đây. Ừ, con em cùng anh Nhất. Một. Anh Nhất ship đồ đây xong ăn. Ừ. Gọi là gì, 50.000 chốt ai? Cơm chốt buồn. 70. 70. Ai có món gì nữa, ai có gì nữa, gà rán, thịt luộc. Gà rán, thịt luộc, đấy. Thế là... Có cá kho đấy. Cá nha. Hổ lốn thế gì? Hổ lốn. Cặp lợn. Cặp lợn. Thảo hai suất. Là một mình Thảo hai suất. Vâng. 1, 2, 3. Ra thì người ta đã gọi cái Tuấn cái gì? Đấy từ giờ đấy chưa nó hỏi nó ăn gì nó còn cáu nhỉ? Chết rồi. Mày từ từ sao mày không được? Em không hỏi mấy câu rồi. Không anh lắc tay. Mày không có mồm mà đâu mà mày lắc? Hả? Mày không có mồm mày mà anh không mà mày lắc? Không mồm mà. Tát nó. Nó. Cái mồm nó vừa là em đã lắc đầu rồi. Thế xong tao nói nó xong rồi nó lại còn sửa, nó bảo là em bảo không rồi. Ở đấy chưa mày cái loại là lưỡi không xương trong đường lắt léo nhá. Cái loại em nhìn đường. Cái loại cái loại ở đợ mà gian dối nhá. Tuấn bị cái không lúc mà chị Yến bảo Tuấn ở đợ Tuấn cái. Gian xong một chiều lại đói, nó lại kêu. À. Nhắc nhắc mặt đấy. Thôi. Lâu lườm nhau. Mày đứng nhổ dâu, mày ta tưởng mày nuôi dâu để mày ấy. Ừ, mày cứ liệu cái thằng hồn đấy. Tối về tao xin lỗi. Đập vào mặt đấy. Mày cứ liệu cái thằng hồn nó tối về tao xin lỗi. Mày không chết với tao. Quá mệt mỏi. Kê. Đâu.
lên. Hả? Tôi. Xong rồi thì biết. Thế biết không phải đâu phân. Có ăn thì lấy. Này chúng tôi quay phim đó. Bà nó biết đâu nào. Mà... Hey yo. Trò chơi sai khiến. Hey, thằng bé. Hoàn. Đấy. Đầu tiên là con Thảo này lấy chạy ra lại, xong đi giặt đồ nhá. Xong rồi còn mấy cái ô vứt lăng lóc lăn đổ bên kia. Đấy. Làm xong ấy, lấy mấy tấm bìa xếp gọn vào chỗ kia kìa để cân. Xong rồi còn mấy đống phân. Này 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 này. Tiền sử bố cho mày nhá. Ờ. Mày không thể cho nó đọc nốt à? Đọc nốt là thế này. Cái chỗ thơ mà tấm bìa hay là mất rồi. Đọc nốt thì mà đọc thêm nó thua. Xong rồi xếp gọn. Cái gì nhỉ? Tôi thấy thằng kia mày ngoáy mũi bôi vào đấy ạ. Trời ơi, đừng có nhổ sâu nữa. Mày nhiều xong rồi, bác ba xong rồi. Đừng nhổ sâu nữa thằng kia. Thằng mày để mày làm cho nó nhổ, nó nhổ tụi ở trước. Nó nhổ tụi tôi đường ở trước đây rồi. Bên phòng có mấy cái ô. Ngoài kia có mấy cái ô lắc đổ. Bên ngoài. Bây giờ kiểm tra người Nhung có thể nào thủng lỗ chỗ và giống dâu là biết này. Lắc đổ. Thủng. Lắc đổ. Kia chứ không được ngoài kia. Ừ. Xong rồi có mấy cái ô lăn lóc lẫn đổ bên kia. Ừ. Phòng bên của mấy cái ô lăn lóc lẫn đổ bên kia. Làm xong ấy, lấy mấy tấm biển. Đúng rồi. À mày thích đi chơi không? Mày thích đi chơi hả? Chơi được nhưng mà tao chơi. Thế chứ? Thế là bạn nhận về bạn để đánh nhau lại đi thôi. À, đi chơi thì được nhưng mà tao đi chơi còn mày cũng thế. Thế. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Chơi. Đấy chưa? Ờ, à, đi chơi thì được. Thế nhưng mà tao đi chơi, chúng mày ở nhà làm đi. Ờ, mày nói cũng hợp lý đấy. Thế nhưng đổi lại đi, tao đi chơi, chúng mày phải làm. À, à, mày đi chơi đấy. Hay à, hay à, thế bên tao phải đi chơi, hay đi chơi. Hay à, à mày còn thôi à, mày đúng. Mày chưa nào, 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 mày
thằng Hiếu với thằng Tuấn đang nằm nhau rồi, có Tạo đứng ở trên góc giường nhún nhảy như Superman, nhún như người nhảy nhảy. Mấy nhá. Ôi trời ơi, con này cứ đạp vào mũi mình không? Không. Đạp vào mũi. Đạp mũi. À nhưng mà khi để giường đạp này nó bị to đấy. Ok. Khi nào mày. Rồi. À thoải mái đi. Tức là chậm ngồi vào trong đi. Ok. Đạp vào. Đạp đừng đạp cái nhá. Đạp vào quá vậy. Không gì. Thế chứ. Đấy thấy không? Không. Alo Thương ơi. Đâu? Ok. Cô rơi lặng lên nhá. Vào vào vào.